Hướng dẫn sử dụng máy hút chân không DZ400 2 buồng. Bước 1. Cho nguyên liệu cần hút vào giải hàn. Hạ thanh chạm xuống để giữ cho túi không bị xê dịch. Bước 2. Cài đặt thời gian hút, thời gian hàn, thời gian làm mát phù hợp với từng loại sản phẩm và bao bì. Thời gian hút trung bình từ 10 đến 25 giây tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Thời gian hàn miệng túi trung bình từ 2 đến 5 giây tùy thuộc vào độ dày mỏng của bao bì. Bước 3. Đóng nắp vào buồng chân không cần hút. Bước 4. Hết thời gian cài đặt, máy sẽ tự động mở nắp. Lưu ý khi sử dụng, cần chọn kích cỡ túi phù hợp với kích cỡ của sản phẩm cần hút, vì nếu túi có kích thước quá lớn sẽ bị kẹt vào lưỡi hút chân không, làm giảm hiệu suất hút khí như mong đợi. Với thực phẩm có góc cạnh, sắc nhọn thì cần bọc bằng lớp giấy hoặc báo trước khi đưa vào túi hút chân không để tránh bị túi rách. Không nên để nước, bụi dính vào máy. Không nên vận hành máy hút chân không liên tục 30 phút để động cơ có thể nghỉ, hoạt động ổn định hơn.